Xin chào các bạn ha. Hôm nay cuối tuần tiếp tục giao lưu với các bạn thêm một số mã nho thân gỗ nha các bạn. Trước mắt mình là một cây nho mã 16B. Mã 16B. Lô 1 triệu 2 ha. Cái lô này hôm nay mình giao lưu rất là nhiều nha. 1 triệu 2. Cây này tàn khá đều luôn. Có đầy đủ chi luôn các bạn. Về các bạn có thể phân tàn ra cho nó ha. Cây này là một cốt nha các bạn, một cốt. Có bộ ghế bàn luôn nè các bạn. À, ghế bàn phân ra đều luôn các bạn. Cây thì đang trái xanh và hoa li ti các bạn. Đang trái xanh và hoa li ti. Này đây ra cũng nhiều đợt lắm rồi. Cho các bạn xem cái tàn đó nè. Thì cái lô này thì tàn hầu như là rất là đều, cây nào cũng tàn đều hết. Anh em cũng thích mua cái lô này rất là nhiều nè. Chiều cao của nó là tầm khoảng chừng 1,5 m các bạn, 1,5 m hơn. Chiều cao là mình tính từ cái mặt chậu này ha, cái chân rễ đó lên là 1,5 m. Lô này là lô 12 vụ, 1 triệu 2 các bạn, bao ship và kèm quà tặng nha. Quà tặng thì gồm có, thì mình nêu lại cho các bạn ha, gồm có là cây nhót, nhót ngọt nha các bạn. Rồi cây vú sữa hoàng kim, cây ổi Nhật ha, với cây cherry Brazil ha các bạn. Đó thì anh em thích loại nào thì nói mình để mình tặng cho các bạn loại nấy ha. Rồi. Bên đây thì cũng có một số mã đây. Cái mã này là mã 13A các bạn, mã 13A là tứ quý nha. Tứ quý. Lô này lô 1 triệu mốt nha các bạn, 1 triệu mốt. Cây cũng đang trái các bạn, trái này thì nó chưa chín lắm ha, chín thì nó sẽ màu tím đậm tí. Này nó mới chín chín thôi. Cây cũng đang ra hoa li ti với trái rất nhiều các bạn. Cây này thì là một cốt thẳng nha, một cốt thẳng. Cốt thẳng đưa lên hai nhánh nè. Và nó cũng phân ra chi cũng đều các bạn nè, đều. Bên đây cũng có một chi nè. Nói chung tàn đều. Đây mình cũng có tỉa sơ cho nó nhánh cám rồi, cho nên nó hơi trống một tí ha. Cây này tàn đều. Chiều cao của nó thì tầm khoảng chừng 1,3 m thôi, 1,3 m đổ lại thôi. Lô này lô 1 triệu mốt nha các bạn. Mình sang cho nó thêm một cái chậu to hơn tí. Cây này là cây tứ quý nha, 13A là cây tứ quý, lô 1 triệu mốt bao ship. Bên cạnh này là nó có một cái cây vô tô lô tứ quý, lô sinh viên giá 600. Cũng đang trái luôn các bạn, đang trái. Cây này thì nó có một chùm tàn với cũng đều lắm nè. Chiều cao của nó thì tầm khoảng chừng 1,4 m, 1,4 m đổ lại. Bao cho cũng có 4 cục hàng cái này. 4 cục hàng. Bao đó đó. Đây lấy nó đi. Rồi, đây là mã 19B ha, lô 600 tứ quý. Rồi, đây là tới mã bên đây là mã 12B nha các bạn. Mã này mã 12B. Cũng là tứ quý luôn. Cây này là cũng là lô 1 triệu mốt luôn nha các bạn. Cũng lô 1 triệu mốt bằng với cây bên kia luôn. À, mình cũng đang sang cho nó cái chậu đó nha. Chậu thì này thì nó nhỏ hơn cái chậu đỏ bên kia một tí. 1 triệu mốt. Cây này nè các bạn, cây này thì nó đang trái chín nè. Đang trái chín đều thì nó sẽ tím đậm nè. Tím đậm nè. Còn nó chưa chín hung thì nó sẽ màu đỏ vậy nha các bạn. Chín đều thì nó sẽ chuyển sang màu đậm đậm vậy nè. Những cái lô triệu mốt này thì cây nó chỉ mới ra được có mấy đợt trái thôi, cho nên nó ít. Khi các bạn trồng một thời gian lâu á, thì nó mới ra nhiều nha các bạn. Cây nó già, cây nó mới ra nhiều. Cây này thì nó bị chống cái tàn ở giữa nè, cái tàn ở giữa nó bị chống, bị khô nhánh ha. Nó bung xè qua hai tàn hai bên. Đó, cho nên nó thấp, nó lùn. Nhưng mà cái tàn nó cũng đều các bạn, nó lùn nhưng mà tàn nó cũng đều. Không đến nỗi lép. Cây này thì lô này 1 triệu mốt luôn nha các bạn, bao ship. Cốt thẳng, cốt cực kỳ thẳng.
Rồi mình qua cái mã kế tiếp các bạn. Cái mã này là mã tứ quý. Mã này là mã tứ quý nha. Lô này tứ quý, lô 1,2 triệu các bạn. Lô 1,2 triệu, lô bầu dinh dưỡng. Mã 18A nha. Cây cũng đang đang mang trái. Cái bầu này là tại do nó mình chưa có nịch thăng lại thì nó hơi bị nghiêng nha, chứ không phải là cái cây nghiêng nha. Cây này là dáng chật thẳng nè, chứ không có bị nghiêng. Một cốt đi lên mà nhiều nhánh. Một cốt lên nhiều nhánh nè. Thì tí mình quay clip xong mình sẽ nịch cái cây lại cho nó thẳng lại các bạn nè. Nịch dây lại cho thẳng ha. Khi các bạn giao cây các bạn thì mình cũng nịch cho nó thẳng nữa, chứ mình không để nghiêng gì các bạn. Cây này cũng tàn đều lắm nè. Tàn âm tùm luôn. À, lô 1,2 triệu các bạn. Tứ quý lô 1,2 triệu. Mẹ tí nịch giùm con cái cây đó lại, nó nghe nó hơi bị nghiêng. Đây là hai cái kiện hàng mình đóng vô khách nè. Đây là lô 12 vụ, lô to hết, lô 1,2 triệu. Bốn cuộn măng keo luôn, bốn cuộn này là đóng con chừng tháng hết rồi. Đắt đắt là không hết, đắt là không đủ. Không đủ. Tiếp tục mã 2B các bạn, 2B tứ quý. Lô 1,2 triệu nha, là một cốt lên hai nhánh. Trái nó chín đều, nó màu tím đen các bạn, tím đen. Này cũng có trái nè, cũng lô 1,2 triệu, lô bầu dinh dưỡng các bạn. Cây này tàn cũng khá là đều, một cốt hai nhánh tàn đều. Cây này chiều cao nó cũng tầm khoảng gần 1,4 m ha, 1,4 m. Này là giao hàng nhanh lại lấy mấy cái kiện hàng của mình ha, cứ chiều khoảng 5 giờ là sẽ gom đơn hàng đi. Cho nên khi các bạn đặt hẹn mình, có thể là mình sẽ ra gom đơn hàng qua ngày hôm sau và vào buổi chiều. Nó sẽ chậm hơn một ngày hoặc là hai ngày các bạn, tùy theo đơn nhiều hết. Tiếp tục là cái mã 1A. Mã 1A là cũng là tứ quý, lô 1,2 triệu luôn, cũng là lô bầu dinh dưỡng luôn. Cũng đang trái, trái đầm đen, đang thui luôn. Nói chung lô bầu dinh dưỡng thì nó cái chất dinh dưỡng nó rất là nhiều, cho nên nữa các bạn mua cái bầu dinh dưỡng này về các bạn đỡ phải thêm chất trồng nhiều, với lại đỡ phải chăm sóc cho nó, mà nó đã có dinh dưỡng sẵn rồi. Về các bạn chỉ sang chậu và giữ nguyên cái đất đó, các bạn chỉ thêm cái chất trồng của mình vô thôi là nó sẽ nhanh phục hồi cây, thuần chậu nhanh và nó có trái nhanh đó các bạn. Hầu như những cái bầu dinh dưỡng này là cây nào nó cũng có tàn đều, tàn tròn và chiều cao đó ngang ngửa nhau các bạn, tầm 1,4 m, 1,5 m. Cho nên cái bầu dinh dưỡng thì nó sẽ mắc hơn cái bầu đất 100.000 các bạn. Thì cái lô kia 1,1 triệu, lô này 1,2 triệu thì nó cũng chênh lệch không có nhiêu ha. Tại vì mỗi một lô nó cái giá sỉ nó khác nhau. Bầu dinh dưỡng thì cái sỉ nó sẽ cao hơn. Rồi tiếp tục mình qua bên cái lô già cây nè. Cái lô tứ quý, nó cũng là tứ quý mà nó già cây hơn. Nó già cây hơn cái bầu dinh dưỡng này rất là nhiều nha bạn. Cái lô này già cây hơn và sỉ nó cũng cao hơn, và cây nó cũng bề thế hơn, cây nó chắc hơn các bạn. Rồi nước da nó là biết nè. Nước da nó sậm đen luôn, mà sàn luôn. Nói mụn cám hết rồi. Thì lô này nó già cây hơn, là lô 1,3 triệu nha các bạn. 1,3 triệu. Nói chung là mỗi lô là nó sẽ có giá khác nhau nha các bạn, chứ không phải là đồng giá hết nha. Nếu mà đồng giá hết thì mình sẽ báo là đồng giá nha. Cho nên các bạn cũng yên tâm ha, cây nào lô giá cao thì cây đó là nó già hơn tí. Và nó to hơn một tí. Cây này hoành thân nó cũng to hơn các bạn, hoành thân nó cũng to hơn. Cái này là bằng giữa hai ngón tay ha. Còn này là muốn bằng hai ngón tay luôn à. Hoành thân nó cũng to hơn nữa. Lô này lô 1,3 triệu. Chiều cao đó thì tầm mét rưỡi hơn nha, chứ không có dưới mét rưỡi hơn. Tàn nó cũng khá là ok, tàn cũng đều.
cây thì cũng đang trái. Lô già cây thì ra trái nó sẽ sai hơn, nó nhiều hơn. Số mã vậy các bạn, hôm nay thì nó hơi ít mã một tí. Tại vì có một số cây nó chưa có ra trái kịp các bạn. Nó mới nhú bông li ti thôi, chắc có thể là tuần sau nó sẽ ra nhiều. Mình sẽ giao lưu nhiều ha. Đây là cái cây mà mã cù lại của mình nè, đang ra trái rất là nhiều nè. Giờ mình đang bọc lại để mấy con chim nó đừng có ăn ha các bạn. Nó đừng ăn, này cũng bọc lại nè. Đó. Bây giờ là mình có hái để mình ngâm rượu á, cho nên mình phải bảo vệ trái lại để mình lấy mấy cái trái này mình ngâm rượu ha các bạn. Bên đây mình cũng bọc lại hết luôn nè. Nó không bọc là nó rất là phá ha, nó ăn rất là nhiều. Cây 8A. Rồi anh em thích mã nào thì liên hệ mình có chụp hình lại từng cây à. Nó, những cái lô này là tàn rất là đều, nó còn rất là nhiều cây ra nhưng mà nó đang nhú bông lại. Nó chưa có ra trái nhiều. Từ sau thì ra trái nhiều mình sẽ giao lưu nhiều hơn các bạn. Rồi mình chào các bạn nha.